Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của ảo ảnh. Ảo ảnh với ví dụ là gì? Ảo tưởng, một sự diễn đạt sai lệch về một kích thích giác quan. Đó là một cách giải thích mâu thuẫn và mục tiêu thực tế của Hồi giáo theo định nghĩa của thỏa thuận chung. Ví dụ, một đứa trẻ nhận thấy cành cây vào ban đêm, như thể chúng là yêu tinh, có thể được cho là đang có ảo ảnh. Điều gì gây ra ảo ảnh? Chúng có thể xảy ra nhiều lý do, chẳng hạn như ảnh hưởng của ánh sáng lên một vật thể, không đủ thông tin cảm giác về một vật thể, hoặc lỗi trong quá trình xử lý các chi tiết cảm giác của một cá nhân. Sự khúc xạ ánh sáng có thể gây ra cầu vồng và ảo ảnh. Hai ảo ảnh phụ thuộc vào bầu khí quyển. Ảo ảnh theo tâm lý học là gì? Các tâm lý khái niệm về ảo tưởng được định nghĩa là một quá trình liên quan đến một sự tương tác, cân nhắc hợp lý và thực nghiệm. Cách sử dụng phổ biến cho thấy ảo ảnh là sự khác biệt giữa nhận thức của con người và một kích thích. Có phải tình yêu là một ảo ảnh không? Theo định nghĩa, ảo ảnh là sự không phù hợp giữa thực tế vật lý và nhận thức. Tình yêu, như với tất cả các cảm xúc, không có thực tế vật lý bên ngoài. Nó có thể được điều khiển bởi các sự kiện thần kinh, nhưng dù sao đó cũng là một trải nghiệm hoàn toàn chủ quan. Là ảo ảnh xấu cho bạn phải không? Nếu bạn đã tự hỏi liệu ảo ảnh quang học có hại cho mắt của bạn hay không, thì không cần phải lo lắng. Theo Mayo Linus, xem ảo ảnh quang học sẽ không làm hại thị lực của bạn, trừ khi bạn dành thời gian đáng kể nhìn chằm chằm vào một hình ảnh trên màn ảnh máy tính và bị mỏi mắt. Ảo tưởng của thực tế là gì? Nhưng cần lưu ý rằng ảo ảnh bao gồm nhiều hình ảnh khác nhau được rút ra từ thực tế. Ảo tưởng không thể tồn tại độc lập với sự thực tế. Thay vào đó, ảo ảnh cũng là một hiện tượng liên quan đến nhận thức của chúng ta về thực tế. Cho dù đó có phải là một đại diện thật sự của người Viking về thực tế đó hay không. Ảo ảnh vật lý là gì? Ảo ảnh vật lý được gây ra bởi môi trường vật lý, ví dụ như tính chất quang học của nước, ảo tưởng sinh lý phát sinh trong mắt hoặc con đường thị giác, ví dụ các tác động của sự kích thích quá mức của một loại thụ thể cụ thể. Làm thế nào để ảo ảnh làm việc trong ma thuật? Pháp sư tạo ra ảo ảnh bằng cách tận dụng cách chúng ta nhận thức các kích thích về sự thông lý thông tin. Ví dụ, một con chim bồ câu bay từ mũ có thể được sử dụng để thu hút sự chú ý của khán giả khỏi mánh khóe thực tế. Là thực tế của chúng ta là một ảo ảnh phải không? Các nhà vật lý thượng lượng tử càng nhìn sâu vào bản chất của thực tế, họ càng nhìn thấy nhiều bằng chứng cho thấy mọi thứ đều là năng lượng ở mức cơ bản nhất. Thực tế chỉ là một ảo ảnh, mặc dù một thứ rất dai dẳng. Điều gì ngăn cách ảo tưởng với thực tế? Ảo tưởng không thể tồn tại độc lập với thực tế. Imagination chiếm hình ảnh, không xây dựng ảo tưởng một mình. Thay vào đó, ảo ảnh cũng là một hiện tượng liên quan đến nhận thức của chúng ta về thực tế. Cho dù đó có phải là một đại diện thực sự của người Viking về thực tế đó hay không? Điểm ảo ảnh quang học là gì? Ảo ảnh quang học cung cấp mảnh đất màu mỡ cho nghiên cứu như vậy, bởi vì chúng liên quan đến những hình ảnh mơ hồ, buộc não phải đưa ra quyết định cho chúng ta biết về cách chúng ta nhìn nhận mọi thứ. Hầu hết các ảo ảnh quang học là một kết quả của các quá trình trong vỏ não, nhưng một số có nguồn gốc từ võng mạc. Ảo tưởng Albicus làm gì? Các Albicus ảo tưởng đã đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc tranh luận về sự tồn tại của con đường riêng biệt trong não cho nhận thức và hành động. Người ta đã lập luận rằng ảo ảnh Albicus làm sai lệch nhận thức về kích thước, nhưng không phải là hành động. Những ảo ảnh quang học dạy chúng ta điều gì? Nhận thức thị giác được coi là một quá trình năng động, vượt xa chỉ đơn giản là sao chép thông tin hình ảnh được cung cấp bởi võng mạc. Ảo ảnh quang học cung cấp mảnh đất màu mỡ cho nghiên cứu. Như vậy,
bởi vì chúng liên quan đến những hình ảnh mơ hồ thuộc não phải đưa ra quyết định cho chúng ta biết về cách chúng ta nhìn nhận mọi thứ. Tại sao chúng ta nghiên cứu ảo ảnh? Nhận thức tri giác được coi là một quá trình năng động vượt xa chỉ đơn giản là sao chép thông tin hình ảnh được cung cấp bởi võng mạc. Ảo ảnh quang học cung cấp mảnh đất màu mỡ cho nghiên cứu như vậy, bởi vì chúng liên quan đến những hình ảnh mơ hồ buộc não phải đưa ra quyết định cho chúng ta biết về cách chúng ta nhìn nhận mọi thứ. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.